tấn công 3 người hàng xóm thương vong vì bị phàn nàn cho hay phóng uế bậy. Bí mật của nữ doanh nhân Sóc Trăng vừa lĩnh án tử hình. Bắt đối tượng nguy hiểm giờ cho đối bại, sát hại người phụ nữ U50. Vượt ẩu vào cua, nam shipper lao thẳng vào xe tải. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, trong khi dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước vụ việc cô gái nuôi 19 chú chó ở chung cư vì tiếng ồn và gây mất vệ sinh nên bị đuổi đi, thì lại thêm một sự phẫn nộ trước một vụ việc nghiêm trọng cũng liên quan đến thú cưng xảy ra ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào khuya ngày 3 tháng 4. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân sống ở trên đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoảng hốt khi trông thấy ông A cầm theo hung khí truy đuổi bà NTMT sinh năm 1997. Người dân muốn can ngăn thế nhưng phát hiện đối tượng say xỉn trong trạng thái không tỉnh táo, tay lại cầm hung khí soạn nạt sẽ tấn công bất cứ ai nên mọi người gọi báo cơ quan chức năng. Kết quả là bà T bị đối tượng A đâm gục trước cửa nhà và tử vong. Chồng của bà T cũng bị đối tượng cầm kéo truy đuổi nhưng may mắn chỉ bị thương. Thêm một người khác cũng bị thương trong cơn tức giận mù quáng của ông A. Công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai của các nhân chứng và bắt giữ ông A. Ông T, một người dân sống gần hiện trường cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người nghe tiếng hô hoán nên chạy ra thì thấy ông A đang say xỉn, cầm hung khí đòi đâm nhiều người dân. Sau đó, bà T bị đâm gục trước cửa nhà. Chồng bà T bị ông A đuổi chạy vòng vòng, nhưng may mắn hơn. Bà N sống gần hiện trường nhớ lại, thấy ông ta cầm kéo, lại hăng máu nên không ai dám vào ngăn. Ông ta lúc đó say rồi, người như mất trí, thấy ai là đòi đâm, xem chút nữa là đâm nhầm một người đang mua hàng gần đó. Bước đầu ông A dùng hung khí để tấn công bà hàng xóm, vì những người này hay phàn nàn về việc chó của ông A thường xuyên phóng uế bậy. Theo hàng xóm, nghi phạm trong vụ án sống trong cơ sở nha khoa cùng vợ và con nhỏ. Còn vợ chồng bà T thì mới dọn đến đây khoảng 2 tháng, thuê căn nhà để kinh doanh giặt ủi. Hàng xóm nói thêm, giữa gia đình bà T và nghi phạm hay lời qua tiếng lại, nguyên nhân là do chó của nghi phạm thường sang trước cửa nhà xóm phóng uế. Bà T thường xuyên phàn nàn nên hai bên đã xảy ra xích mích. Trước hôm xảy ra sự việc, bà T qua nhà hàng xóm mua trái cây. Nạn nhân than thở mới chuyển về đây sống nhưng lại có mâu thuẫn với hàng xóm nên không được vui vẻ. Nguyên nhân cũng chỉ vì nhà hàng xóm nuôi chó cảnh nhưng hay sang trước nhà bà T phóng uế. Thưa quý vị, sau khi nhận bản án tử hình từ pháp luật về hành vi buôn bán ma túy, Nguyễn Thị Bích Mỹ, 30 tuổi, lại trở thành chủ đề được nhiều người đem ra bàn tán. Bởi lẽ trước khi bị bắt, Mỹ được nhiều người biết đến khi thành công phát triển mô hình nuôi dúi, thu về tiền tỷ mỗi năm. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ doanh nhân lại là Mỹ, bà trùm sừng sỏ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy khủng. Mỹ là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em ở huyện Vũ Quang. Từ những năm học cấp 2, Mỹ lộ tính cách khác thường. Một bạn học cùng khóa cho biết, Mỹ nổi tiếng nhất trường về độ quậy phá, mải chơi và học kém. Học hết lớp 9, Mỹ không đỗ vào trung học phổ thông nên được bố mẹ cho theo học tại trung tâm giáo dục nghề, giáo dục thường xuyên tại huyện Vũ Quang. Học xong, Mỹ đi làm ăn xa, bạn bè hầu như không có tin tức về Mỹ. Họ không rõ Mỹ làm gì, song trên trang Facebook cá nhân luôn tỏ ra là một người thành đạt, có cuộc sống sang chảnh, thường có mặt ở những điểm du lịch nổi tiếng. Hồi tháng 4 năm 2023, một trang truyền thông đăng tải về tấm gương khởi nghiệp của Mỹ. Theo đó, sau khi học xong trung học phổ thông, Mỹ ra Hà Nội học nghề rồi xin làm nhân viên của một thẩm mỹ viện. Sau đó, Mỹ học hỏi mô hình nuôi dúi tại các địa phương và quyết định về quê đầu tư mô hình này. Từ những cặp giống đầu tiên, cô phát triển gần 2.000 con, mỗi năm trừ chi phí lợi nhuận đạt khoảng 1 tỷ đồng. Tin tức này khiến cho người thân quen trầm trồ ngưỡng mộ sự thành công của cô gái trẻ. Chỉ ít tháng sau, tháng 7 năm 2023, Công an thành phố Hà Tĩnh công bố quyết định bắt giữ Nguyễn Thị Bích Mỹ và Nguyễn Thị Huế, 28 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Bình. Bí mật về sự thành công của cô gái sừng sỏ lộ diện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân của xã Đức Bồng Vũ Quang cho biết, Mỹ có tính cách khác thường, ít khi ở địa phương. Về mô hình nuôi dúi, gia đình Mỹ có nuôi khoảng 100 con, còn Mỹ thì chỉ thi thoảng về chăm sóc và quảng bá để bán. Cùng theo vị lãnh đạo, trước khi nhận án tử hình, Mỹ có tiền án 12 tháng tù về ma túy. Theo cáo trạng phiên tòa vừa qua, khoảng tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, Mỹ mua hơn 1.678 gram MDMA, tức thuốc lắc, và gần 638 gram ketamin của hai người không rõ lai lịch. Sau đó, Mỹ hai lần bán cho Huế hơn 700 gram thuốc lắc. Số ma túy còn lại, Mỹ cất giấu trong người và tại phòng số 5 khách sạn Phú Sơn thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Trong vụ án này, hội đồng xét xử nhận định Huế giúp sức cho hành vi của Mỹ trong việc nhận, kiểm đếm và cất giấu. Huế còn mua thuốc lắc của Mỹ nhằm bán kiếm lời. Cơ quan chức năng đánh giá, Mỹ và Huế là hai đối tượng sừng sỏ về mua bán ma túy quy mô lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình. Để qua mặt cơ quan chức năng, để tạo vỏ bọc là người kinh doanh thành đạt, có cuộc sống sang chảnh. Còn Huế từng bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, Quảng Bình tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự tại địa phương, mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác. Tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Thủy án tử hình và Nguyễn Thị Huế án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 4 tháng 4, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ đối tượng Đinh Yô, thường gọi là Đinh A Dô, 35 tuổi, trú ở Chơ Cờ Long, huyện Krông Trò, huyện Công Trờ Rô, tỉnh Gia Lai để điều tra về các hành vi hiếp dâm, giết người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 3, sau chầu nhậu, Đinh Yô còn gọi là Đinh A Dô, 35 tuổi, trú ở làng Prun, xã Chơ Cờ Long, huyện Công Trờ Rô, đi bộ đến khu vực sẫy mì thuộc thôn 5, xã Pờ Tó, huyện Iapa, thấy chị A, 46 tuổi, đang đứng tại chòi. Ông Đinh Yô nhặt cái thớt gỗ tấn công đe dọa và giở trò với nạn nhân. Vì quá sợ hãi, chị A chạy ra khỏi chòi sẫy la lớn. Lúc này, Đinh Yô đuổi theo, dùng thớt tấn công nạn nhân, sau đó dùng dây thừng làm nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng lẩn trốn tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh. Đến 12 giờ ngày 3 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ Đinh Yô khi đang lẩn trốn tại khu vực ngã ba cây xoài thuộc phường Treo Reo, thị xã Aungpa. Vụ án xảy ra tại chòi dãy xa khu dân cư vắng người qua lại, gây lo sợ trong nhân dân ở địa bàn của xã Pờ Tó, huyện Iapa. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả bằng các biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra, truy xét, công an bắt giữ được kẻ thủ ác để xử lý theo quy định của pháp luật và trấn an dư luận. Cũng trong ngày 4 tháng 4, lãnh đạo công an tỉnh Gia Lai đã thưởng nóng cho phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự, công an huyện Iapa, công an huyện Công Trờ Rô 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong việc phá án, bắt giữ đối tượng Đinh Yô. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, mới đây mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một nam shipper trên đường đi giao hàng đã xảy ra va chạm nghiêm trọng với ô tô đi ngược chiều. Đáng nói, để xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên, lỗi đến từ nam thanh niên đi xe máy khi vào cua không chú ý phương tiện. Camera hình ảnh đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn đau lòng vào chiều ngày 3 tháng 4 vừa qua trên địa bàn của xã Tràng Đà, tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, chiếc xe gắn camera hành trình đang di chuyển với tốc độ vừa phải vì đoạn đường có nhiều khúc cua. Bất ngờ từ phía sau, một nam shipper điều khiển xe gắn máy vượt trái lao tới với tốc độ rất nhanh. Khi chiếc xe gắn máy vượt qua được chiếc ô tô có gắn camera hành trình là đến đoạn đường khúc cua, đúng lúc này một chiếc xe tải di chuyển theo hướng ngược lại đi tới. Do di chuyển với tốc độ cao, khuất tầm nhìn và không làm chủ tốc độ, chiếc xe gắn máy đã va chạm vào ở bên hông chiếc xe tải. Cú va chạm mạnh khiến cho nam shipper ngã ngửa ra sau yên xe gắn máy. Chiếc xe gắn máy không kiểm soát đã lao thẳng vào vệ đường và đổ ập xuống. Nam thanh niên điều khiển xe máy sau đó đã được người dân hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. May mắn nạn nhân chỉ bị gãy tay, xây sát nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông khác. Không chỉ tuân thủ mà còn phải chú ý quan sát các phương tiện lưu thông khi vào cua, khuất tầm nhìn tại những con đường nhỏ, hẹp, dễ xảy ra tai nạn. Ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lưu Ngữ Anh, sinh năm 1989, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, 18 tháng tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, vào tháng 6 năm 2023, Ngữ Anh do thích sưu tầm súng và dùng để phòng thân, nên đã lên mạng xã hội đặt mua 2 khẩu súng, 1 bình xịt 2 cây, được tặng kèm 5 viên đạn với số tiền hơn 6 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Ngữ Anh đem ra bờ ruộng cất giấu. Đến cuối tháng 7 năm 2023, Ngữ Anh đem số súng đạn nói trên đến nhà người quen ở xã Đông Thái, huyện An Biên chơi, rồi cất giấu trong nhà tắm thì bị công an huyện An Biên phát hiện thu giữ. Theo kết quả giám định, tang vật trên có một khẩu súng là vũ khí quân dụng. Đánh vào thị trường khách hàng tiềm năng, tại Hà Nội, hàng loạt các cơ sở thẩm mỹ đều đua nhau quảng cáo kinh doanh dịch vụ điều trị ngủ ngáy. Đầu tư hàng loạt video, bài viết đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ điều trị ngủ ngáy trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng khám PT The Paris có địa chỉ tại 77 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, trở thành một trong những cơ sở có lượt tương tác hàng đầu. Giới thiệu là khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và điều trị ngủ ngáy cho người nhà, phóng viên có mặt tại PD The Paris. Nhanh chóng mời khách hàng lên tầng 2 tại trụ sở 77 Triệu Việt Vương, phóng viên được một người phụ nữ tự giới thiệu là bác sĩ, yêu cầu cung cấp thông tin và bắt đầu thăm khám. Khác với vai trò của một cơ sở thẩm mỹ, người này bắt đầu thực hiện các thủ thuật khám hậu cho phóng viên. Dài háng miệng nó thật chị, háng nhìn vào gương, lưỡi rất là dày nhé, thả lỏng cơ lưỡi này.
Vô cơ tổ chức vào họng em thì xa trễ nhiều quá thôi. Điều trị sớm thì nó ngừng thở chứ. Cái tình trạng của em thì nó nằm ở xa trễ là ở cấp độ 3. Khi mà để đạt cấp độ 4 như này thì bắt buộc sẽ phải can thiệp phẫu thuật. Và được bởi vì lúc này mình đã có cái hiện tượng nó gọi là ngưng thở rồi. Cái cơ quan vòng họng của em nó bị xa trễ do cái độ tuổi của mình. Đó, nên là khi nó gây ra cái tình trạng hẹp ngừng thở. Dùng một chiếc đèn nhỏ soi họng của khách hàng, người tự xưng là bác sĩ của phòng khám PD The Paris bắt đầu chỉ ra hàng loạt dấu hiệu đáng báo động về sức khỏe của phóng viên. Theo người này, với tình trạng chảy xệ và lão hóa khu vực vòng họng hiện tại, nếu chúng tôi không chi tiền chữa bệnh ngủ ngáy thì rất có thể dẫn đến đột quỵ. Bản chất tiếng ngáy của mình ý, và chính là tiếng thở, và đó liên quan đến vấn đề là đường hô hấp. Thì như chị nói ban đầu, khi cái đường hô hấp của mình nó càng hẹp thì mình sẽ bị thở ra những tiếng càng to, phát ra những tiếng bất thường, người ta sẽ gọi đó là tiếng ngáy. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em bởi vì nó sẽ gây ra đột quỵ bất cứ lúc nào. Đây trọng đó của mình sẽ 8 triệu cho cái liệu trình điều trị này là từ 2 đến 3 buổi nhé. Có cam kết ngay từ buổi đầu tiên khi em về em đã thấy tiếng ngáy của mình sẽ giảm dần rồi. Vì hôm nay đang có chương trình rất là tốt, điều trị 30 phút và chờ bà chị gái chờ một tí. Bác sĩ bảo là em há miệng ra thì em sẽ há. Đó, và nó sẽ đưa vào trong khoang họng để nó tỏa ra cho mình cái nhiệt lượng. Trong quá trình thăm khám và tư vấn cho phóng viên, người tự xưng là bác sĩ của phòng khám thẩm mỹ PD The Paris cho biết, với các trường hợp bệnh nặng, xa trễ các cơ quan vòng họng gây ngủ ngáy ở cấp độ 4, phòng khám sẽ thực hiện phẫu thuật cho khách hàng. Toàn bộ quá trình phẫu thuật sẽ diễn ra ngay tại tầng trên của cơ sở này. Phẫu thuật là cấp độ 4, khi nó ngạt hết cái vấn đề đường thở rồi thì rất là nhưng mà sau nếu mà mình cứ để nguyên như này thì mình có là sẽ thành cấp độ như thế. Đúng rồi, và lúc đấy cái em sẽ bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là ngưng thở. Cái này chúng tôi sẽ cắt bỏ cắt bỏ nó đi luôn. Làm ở đây luôn hả chị? Đúng rồi, mình sẽ làm phòng khám bên chị trên tầng, bên chị sẽ có là cắt luôn ở trong vòng họng này hả? Mình sẽ cắt bỏ đi, cắt trong vòng họng. Chính xác. Thế nó có ảnh hưởng đến ăn uống ấy nhở? Nói chung là dao kéo và chắc chắn là phải kiêng. Nhờ đẩy mạnh quảng cáo, giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội, theo thông tin từ nhân viên và bác sĩ của phòng khám PD The Paris, số lượng người đến đây thăm khám điều trị ngủ ngáy là rất lớn. Nhờ vào máy móc hiện đại mà đơn vị thẩm mỹ này sử dụng, hầu hết bệnh nhân sẽ khỏi bệnh ngay lần điều trị đầu tiên, thậm chí không tái phát lại trong nhiều năm. 2 năm trở về đây, bắt đầu là ngáy to kéo dài, vợ nó không chịu nổi, nên mà mới dắt anh đến đây điều trị đấy. Đây là cái vòng họng của anh nhá, thì cái cơ hội họng của anh còn đang bị co thắt lại này và chật lại này. Đấy, và hoàng họng rủ xuống này và lưỡi gà cũng rủ xuống này, gần như là cái vòng họng của anh ấy bị kín này, không còn chỗ đường thở luôn đấy. Và cái tình trạng này của anh ấy là đang ngủ ngáy cấp độ 3 rồi, khá là nguy hiểm đấy giúp nhé. Tuy nhiên, sau khi thăm khám và ngỏ ý không muốn sử dụng dịch vụ vì giá cao, bí mật của những feedback khách hàng của phòng khám PD The Paris được chính bác sĩ của phòng khám này tiết lộ. Theo đó, chỉ cần khách hàng đồng ý cho cơ sở làm đẹp này quay lại hình ảnh và nhận xét tốt ngay sau khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ được giảm 3 triệu đồng trên tổng chi phí ban đầu. Bảo là hỗ trợ cho mình nhiều thì không có. Là một tháng này sẽ có vài suất xin ảnh dành cho mình, sẽ cho bên chị quay lại một cái đoạn clip ngắn. Nếu như mình không muốn đăng lên mạng xã hội, đấy thì bên chị sẽ gọi là lưu vào tài liệu của bên chị, tức là vào cái phần tài liệu của bên chị gọi là nội bộ thôi, và là để dành cho khách hàng thì xác nhận cho chị là đồng ý cho việc xin ảnh, thì chị sẽ hỗ trợ cho em với chi phí trọng gói là 5 triệu cho cái liệu trình này. Quay vừa một tí thôi sao đâu, nó chỉ là gọi là nội bộ thôi mà. Đây ví dụ như cái này này, đây liệu trình. Chỉ đơn giản không rõ mặt gì đâu, nghĩa là mình sẽ trả lời thẳng thắn vào cái clip đấy. Phòng khám BD The Paris, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV BD The Paris tại địa chỉ 77 Triệu Việt Vương, đăng ký hoạt động ở tầng 1, 2, 3. Hộ kinh doanh BD The Paris đăng ký tại tầng 4 và 5. Theo nguồn tin của Lao động, cuối tháng 12 năm 2023, hộ kinh doanh BD The Paris đã từng có hành vi vi phạm quảng cáo, làm dịch vụ liên quan tới triệu chứng ngủ ngáy trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, cơ sở này đã bị Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định xử phạt số 133/QĐ-XB-VPHC đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Số tiền xử phạt là 25 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau đó 3 tháng, hoạt động này lại diễn ra rầm rộ. Thậm chí, phòng khám còn tự nhận can thiệp phẫu thuật cho khách ngay tại số 77 Triệu Việt Vương. Thưa quý vị các bạn, hiện nay nhiều cây xanh ở các đường Nguyễn Tuân xuất hiện nhiều vết sẹo lòi, thân cây bị biến dạng do bị dông xiết nhiều năm qua, tiềm ẩn nguy cơ đổ ngã. Muốn bảo vệ cái này cho nó có cái điểm tựa này thì cũng không có khách nào đấy. Thì thường xuyên đi kiểm tra để cho nó mở rộng cái vòng của thân cây ra thôi. Theo cái chu kỳ phát triển của cây là mình phải nới đai nó rộng ra, chứ không để thế này thì cây nó phát triển không được. Nó phát triển không được thì rõ ràng cái chỗ này nó sẽ bé nhỏ lại, thì trên nó to thì mình sẽ đương không thì nó tiện khúc. Cái cây nó đi nó sẽ bị gãy ở cái chỗ đấy.
Ông Nguyễn Xuân Hải, nhân viên công ty cây xanh Hà Nội cho biết, nhân viên công ty thường xuyên kiểm tra, xử lý việc cố định cây xanh ở các tuyến đường, nhưng sót lại một số cây dẫn đến tình trạng vòng sắt siết chặt cây xanh như hiện nay. Cũng ngày trước thì cũng có một cái đợt ra quân để xử lý cái này rồi đấy. Nhưng mà có mỗi một cái đợt này là nó bị sót ở cái này thôi, chứ còn mấy cái tuyến đây là không vấn đề gì cả. Cái này thì mình cứ đi mình kiểm tra lại, xong là có cây nào nó bị thắt thì mình lới ra thôi. Từ năm 2016, nhằm thực hiện chiến dịch phủ xanh đô thị, Hà Nội đã trồng hơn 1 triệu cây xanh trên giải phân cách các tuyến đường. Đến cuối năm 2018, Hà Nội đã công bố hoàn thành trồng mới 1 triệu cây xanh, trong đó 73.000 cây xanh được trồng theo diện xã hội hóa. Thời gian qua, hơn 350 mét bờ biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Ghi nhận vào ngày 4 tháng 4, giải cát ngay trước quảng trường biển chừng 60 mét đã được lực lượng chức năng san gạt, tạo đường đi lại cho người dân và du khách. Kênh đó, khoảng 350 mét bờ biển còn lại vẫn trong tình trạng xâm thực, nước biển đánh sát chân vị trí sạt lở. Một cột điện kênh đó được tháo dỡ nhằm tránh tình trạng ngã đổ. Vị trí sạt lở được cơ quan chức năng cấm biển, cấm tắm, khu vực nguy hiểm. Ban đã thuê máy cùi, máy múc, san gạt lại và đắp bù lại tương đối rồi. Để nhằm là phục vụ cho cái mùa du lịch, thời gian của tôi đấy thì thời tiết nắng nóng nên người dân và du khách cũng đã ra tập biển khá đông. Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng để xác định nguyên nhân cụ thể cần quan trắc, theo dõi, nghiên cứu kỹ để đưa ra giải pháp lâu dài. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.